các bạn phải kiểm tra cho chúng tôi là đó là thép khi mà chúng ta khi mà chúng ta nghiệm thu cái phần step sàn này thì chúng ta phải cốt liệu thép là gì. Thì cái thép đây, ví dụ như đây là thép TISCO chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ có là thép TISCO và chúng ta đọc cái nhãn hiệu nó ra. Ở đây tránh cái việc là chúng ta bị nhầm thép hoặc là bị sai lệch về về cái gọi là bị trộn, các nhà thầu trộn ấy, thì đây là cái việc là tránh sanh lập. Cái đấy thì nó, cái đấy thì ít nhà thầu người ta sẽ làm những điều đấy, bởi vì không đáng là bao nhiêu các bạn ạ. Chúng ta phải làm ăn rõ ràng và chân chính. Đã quay trở lại với kênh video công ty cổ phần tư vấn thiết kế Hà Nội Xanh. Để có một công trình bền vững, đầu tiên chúng ta cần phải có những cái bản thiết kế, những cái bản về vẽ, về kỹ thuật một cách chuẩn chỉ. Nhưng đó chỉ là một yếu tố đầu tiên. Vậy thì yếu tố quyết định đến sự bền vững công trình, sự đẹp đẽ công trình là gì? Đó chính là quá trình thi công. Vậy làm thế nào để chúng ta có được cái công trình bền vững trong quá trình thi công? Thì mọi chi tiết chúng ta cần phải có được sự lưu ý, sự chuyên chú trong công việc. Và đầu tiên, khi mà chúng ta thi công một công trình, chúng ta cần phải chú ý đến đó là cái hệ cốt pha của công trình. Hệ cốt pha của công trình ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự bền vững, sự lứt lẻ, sự thấm rột của công trình sau này. Vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có hệ cốt pha bền vững? Đầu tiên thì chúng ta cần phải có chú ý đến đó là cốt pha. Thì dùng cốt pha gì? Ngày trước thì các cụ hay dùng cốt pha gỗ, những cái cơ lý của gỗ ấy, thì chúng ta phải chống nó dày lên và chúng ta khó biết được là cái độ bền, độ cứng và cơ lý của gỗ nó như thế nào. Bởi vì mỗi cái thanh gỗ nó không đều nhau. Nhưng khi mà chúng tôi chuyển sang cái hệ cốt pha thép này, thì chúng ta, các bạn nhìn đây, công cụ hiện đại bây giờ chúng ta sẽ thi công bằng cốt pha thép này. Cốt pha thép thì chúng ta biết được là cái cường độ chống của cái cốt pha này như thế nào rồi. Và chúng ta toán một cách kỹ lưỡng khi mà chúng ta bắt đầu thi công công trình. Thì đây, các bạn nhìn quanh cái ngôi nhà này, đây là một ngôi nhà biệt thự lâu đài ở Bắc Linh, Yên Phong Bắc Linh, thì chúng tôi hoàn toàn thi công bằng hệ cốt pha thép ván phủ phim. Thì khi mà tại sao lại là cốt pha thép phủ phim thì nó sẽ cứng? Bởi vì các bạn biết này, đầu tiên khi mà hệ thống cốt pha thép thì chúng ta thấy là cái sự kê kích này, đây là những con cái kích các bạn này. Thì khi mà cái kích ấy, thì giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được. Và nó bằng sắt các bạn nhé, có thể xoáy lên được. Và dao sắc không phải chắc kê, thì cái này nó rất quan trọng. Cái thứ hai, đó là các hệ, các bạn hệ giằng không? Nó giằng rất là chắc vào với nhau, tạo ra một cái hệ khung bền vững. Vì khi mà ở dưới tầng 1 thì tôi sẽ có cái hình ảnh dưới tầng 1 của chúng tôi. Thì dưới tầng 1 thì chúng ta phải đầm nền, cũng như là cái ván phủ của tầng 1 ấy, là chúng ta phải có những cái độ kê khác nhau. Nhưng ở đây là tầng 2 thì chúng ta không cần phải ván nữa, mà chúng ta đóng trực tiếp xuống sàn bê tông luôn. Ở dưới đã có một hệ cốt pha nữa rồi. Thì khi đấy nó sẽ tạo ra cái độ bền vững cho công trình. Và những cái việc mà khi mà chúng ta thi công cái phần giáo này, thì cái việc điều chỉnh nó được dễ dàng hơn, và các bác thợ thi công cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng tuy nhiên thì ở những cái vùng ở quê thì chúng ta, thứ nhất là cái vật liệu về cốt pha thép này nó còn hiếm. Cái thứ hai nữa là các bác thợ chưa chuyên thì các bác cảm giác là vẫn làm bằng cốt pha gỗ. Nhưng tôi khuyên các bạn lên dùng cốt pha thép và ván phủ phim. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lên trên sàn của công trình xem có những cái chi tiết gì chúng cần chú ý nữa. À đây, các bạn có thể chú ý thêm cho tôi, đó là sự bảo dưỡng. Thì cái bảo dưỡng về sàn tôi không nói rồi, nhưng đây là cái bảo dưỡng, các bạn nhìn này, cái cột bê tông này chúng ta cần phải bảo dưỡng, bởi vì bê tông là chịu lực chính, lực dọc, nên là cái phần cột ấy, bê tông rất quan trọng, bê tông rất quan trọng các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta có cái nếu mà chúng ta có bảo dưỡng được cột ấy, thì sẽ giúp cho được cái cột ấy, nó giữ được nước, và giữ được nước như thế này ấy, thì sẽ làm cho cái cột rất là bền. Bởi vì là thằng cột bê tông chịu lực là chính mà, chịu lực dọc là chính mà các bạn nhé. Và chú ý những cái chi tiết này nhỏ đấy thôi, nhưng sau này nó sẽ đảm bảo cho công trình rất là bền vững. Ok các bạn, là chúng ta lên cùng lên trên tầng trên. Tiếp theo ấy, thì để mà một cái sàn bền vững thì chúng ta chú ý đến hệ cốt pha công trình. Thì hệ cốt pha công trình là gì? Hệ cốt pha công trình, các bạn nhìn sâu vào đây, các bạn nhìn sâu vào đây, Thư có thể quay đây cho anh. Sâu vào đây thì
Đây là hệ cốt pha phủ phim các bạn này. Nhìn các bạn nhìn thấy không? Phủ phim. Thì thứ nhất ấy, nó tạo cho cái công trình ấy là cái độ phẳng. Cái khi mà cái dầm cái tháo ra độ phẳng. Ở đây dù phủ phim nhưng chúng tôi vẫn dùng cái bạt ni lông này để làm sao để tránh mất nước cho bê tông. Thì các bạn nhìn cái hệ cốt pha phủ phim được không? Thì khi mà hệ cốt pha phủ phim này chúng ta sẽ gần như cái độ khít của nó rất cao, tránh mất nước cho công trình, và cái thứ hai độ thẩm mỹ của nó rất cao. Cái thứ ba đó là khi mà chúng ta dùng cốt pha thép cộng với lại cốt pha phủ phim ấy thì cái độ phẳng của công trình nó là tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cốt pha gỗ, như các bạn thấy những cái thanh gỗ như ngày trước ấy là chúng ta đóng ấy, thứ nhất là cái độ thưa của những thanh gỗ nó có và nó sẽ chảy nước của bê tông đi. Cái thứ hai là cơ lý của gỗ nó thay đổi, mỗi thanh nó có độ dày mỏng khác nhau, nhưng cốt pha phủ phim là đã phẳng tít, phẳng đều nhau rồi. Có nghĩa là 1/8 là 1/8, 1/2 là 1/2, 1/2 là 1/2 rồi. Vì thế khi cái sàn ấy nó phẳng tuyệt đối, cái cơ lý của thằng cốt pha phủ phim chúng tôi đã đo được rồi, và cái độ chống của chúng tôi cũng đã được tính toán rồi, lên nó sẽ rất là đẹp cho công trình. Cái thứ khi mà đã hộ cốt pha rồi, các bạn nhìn này, cái cốt pha thành này, thì cốt pha thành này chúng ta thường ấy thì chúng ta có thể dùng cốt pha phủ phim, nhưng hai cái bên ngoài chúng ta phải có lẹp sắt ở cạnh để nó cứng cái cốt pha phim. Nhưng ở đây chúng tôi dùng cốt pha thép. Cốt pha này thì cốt pha thép này nó sẽ đảm bảo cái gì? Các bạn nhìn cái chiều cao của cốt pha thép của chúng tôi, nó cao hơn không? Thứ nhất là cốt pha thép nó đảm bảo độ cứng. Các bạn nhìn đây, đây là cái pha thép này, nó đảm bảo khi mà chúng ta văng thành như thế này, văng bằng một cái lực đẩy này của cái thằng thép hàn này, hai là bằng cái lực kéo của cái thằng thép này, thì giúp cho sao cái thép này nó không bị bay ra khi mà chúng ta đổ bê tông. Bởi vì khi đổ bê tông thì chúng ta sẽ đầm. Cái thứ hai, chúng ta cao hơn này thì khi mà chúng ta đổ thành lên khoảng tầm so với thép này khoảng tầm 3 đến 4 phân ấy, thì cái việc là bảo dưỡng bê tông ấy, ở đây nó rất đảm bảo. Các bạn hiểu không? Thì đây là một trong những cái mà có kể kỹ thuật thi công các bạn sẽ thấy đó. Và tiếp theo nữa thì những cái về cốt pha thì chúng ta phải nhớ này. Khi mà đảm bảo ví dụ dầm chẳng hạn thì chúng ta phải có con kê bê tông dầm như này, các bạn nhìn đây, thì nó sẽ giúp cho cái dầm này nó cái độ giữa cái lớp bê tông và lớp sàn này nó cách nhau khoảng tầm 2/2 đến 3 phân, thì nó sẽ đảm bảo cho việc là cái bê tông bảo vệ của cái thằng thép dầm này nó có, và khi đấy thì nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái thằng lớp thép sàn này tránh khỏi xâm thực của không khí cũng như nước, thì nó giáp đảm bảo cái độ bền của công trình vĩnh viễn. Rồi, ok. Đấy là về cốt pha. Còn về thép thì sao? Khi mà chúng ta kiểm tra thép có những cái cữ thì chúng ta cắt một cái đoạn sắt hoặc là cái gỗ ra, thì chúng ta sẽ thấy này. Ví dụ như đây là A15 chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy không? Đây chúng ta đo đúng là A15. A15. Ở đây là chúng tôi đặt hai lớp thép song song. Tại sao hai lớp thép song song? Các bạn nhìn nhá. Bởi vì ấy, cái thằng khoảng cách giữa cái thằng dầm này này đến cái thằng thép đất đầu này nó khoảng tầm 0.5A, thì nó khoảng 0.7 phân. Thì khi mà chúng ta đặt song song ấy thì đảm bảo cả lớp dưới lớp trên. Còn khi mà chúng ta đặt so le ấy thì sẽ không đảm bảo lớp dưới lớp trên. Thực ra với cái sàn như này thì cái lớp dưới là đủ thừa, lớp trên nó cũng thừa, bởi vì đây là phi 10. Tiếp theo, các bạn phải kiểm tra cho chúng tôi là đó là thép khi mà chúng ta nghiệm thu cái phần thép sàn này này thì chúng ta phải cốt liệu thép là gì. Thì cái thép đây, ví dụ như đây là thép TISCO chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ có là thép TISCO, và chúng ta đọc cái nhãn hiệu nó ra. Ở đây tránh cái việc là chúng ta bị nhầm thép hoặc là bị sai lệch về cái gọi là bị trộn, các nhà thầu trộn ấy, thì đây là cái việc là tránh sai lầm. Cái đấy thì ít nhà thầu người ta sẽ làm những điều đấy, bởi vì không đáng là bao nhiêu các bạn ạ. Chúng ta phải làm ăn rõ ràng và chân chính. Đây, rồi các bạn nhìn thấy tiếp theo đây, thép ấy thì chúng ta thấy những con kê này không? Đây là hiện tại thì chúng tôi đang quay khi mà sàn lớp trên chúng tôi chưa kê, thì cái hình ảnh kê chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn. Đây, các bạn nhìn cái hình ảnh mà chúng tôi kê bằng con kê lớp 2. Đây là con kê lớp thứ nhất các bạn này. Con kê lớp thứ nhất đảm bảo cho cái lớp thứ nhất này này nó cách sàn 1.5 đến 2.5 phân, thì giúp cho cái lớp bảo vệ của thép sàn này nó được bảo vệ. Có nghĩa là bê tông nó ở dưới, bê tông nó sẽ tránh cái xâm thực của cái thằng lớp thép sàn. Cái thứ hai các bạn nhìn nhá. Đây này, cái thằng lớp trên này này nó phải nằm ở trên dầm các bạn nhá.
theo đúng tiêu chuẩn. Thì đây này các bạn nhìn thấy không, nó thì nằm trên rơm rầm. Thì cái này nó đơn giản thôi, gần như các nhà thầu đều kê được. Thứ ba nữa là cái khoảng cách giữa cái nấc, khi mà chúng tôi đan xong nấc thai rồi bắt đầu chúng ta kê kích ấy, thì cái thằng nấc, khoảng cách giữa nấc thứ nhất thì nó đảm bảo rồi, đến cái thằng nấc thứ hai thì nó, ví dụ sàn này sàn 12 chẳng hạn, thì cái nấc trên này nó phải đảm bảo được 10 phân, thì chúng ta sẽ dùng con kê H7 thì nó đúng được 10 phân. Thì khi đấy các bạn sẽ nhìn trên hình ảnh, khi đấy chúng ta bắt đầu với tiến hành đổ. Ok, còn những cái hệ thống kỹ thuật như hệ thống nước này chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta đặt ống trước khi mà, và cái thứ hai ba nữa là các bạn nhìn đây, đây là cái chỗ mà thép của thằng cầu thang thì chúng phải để sẵn để sau này chúng ta lên lối lên. Cái này các bạn cũng nên chú ý cho tôi này, đó là cái thép nối này, cái thép nối này khi mà thép nối cột lên thì làm sao để đảm bảo cho cái việc là thép nối cột lên đảm bảo, thứ nhất là các chiều nối nó phải lệch tâm lệch nhau đi, thứ hai nó phải đảm bảo 7 cm hoặc là 75 cm so với sắt 18 như này, khoảng tầm 10 là được các bạn nhé. Thì nó lệch nhau đi, tránh cái việc là nó bẻ đồng đều. Có nghĩa là cột chúng ta nối thép mà, chúng ta cần phải bẻ để lệch đi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy ở bên kia ấy, thì đây là biệt thự, đây là lâu đài, nên là cái vách ở phía trên ấy là chúng tôi, các bạn nhìn thấy tôi sẽ đưa cái hình ảnh cái vách lên, cái vách ở phía trên ấy là chúng tôi cần phải đổ những cái lớp bê tông mái vát, mái măng gồ các bạn, thì để cho tạo hình cho lâu đài cũng như là cái sử dụng, có nghĩa là cái tường phía trên chúng tôi sẽ đổ bê tông cốt thép. Vậy thì những cái điều mà chúng ta chú ý đó, đó là cái phần gia cố thép thì sao. Ở đây các bạn sẽ thấy được, chú ý được một số cái đoạn gia cố thép như này. Thì cái gia cố thép này trong bản vẽ nó sẽ có cái gia cố thép như này. Ví dụ từ đây đến đây bọn tôi chúng tôi gia cố thép này. Ở phía dưới thì cái cây thép, cái dầm bên kia thì nó phải gia cố bụng giữa, thì chúng tôi thép đâu chúng ta gia cường đấy thôi. Còn ở đây các bạn nhìn đấy, đấy chúng ta phải gia cường thép ở cái khẩu này. Thì cái này cũng chú ý, trong những bản vẽ thì đều có hết. Hay là đây các bạn nhìn bên này, đây cái gia cố thép này thì cái chiều cao, chiều dài từ đây đến phía này này nó khoảng tầm bằng 1/4 cả cái tổng chiều dài này. Nhưng khi mà đoạn thép như này chúng ta không phải cắt đâu nhá, chúng ta để luôn như này. Ví dụ như đáng nhẽ nó chỉ đến đây thôi, nhưng mà nó còn thừa ra khoảng 2-5 phân nên chúng ta cắt nó không để làm gì cả, thì chúng ta sẽ để nó luôn như thế này. Đây là tất cả những cái về việc đấy, các bạn nhìn quanh cái sàn chúng tôi chưa kê được nấc 2 của cái sàn này. Ok, nó là như thế các bạn. Một cái sàn bền vững thì chúng ta cần phải chú ý đến, một là cốt pha, hai là nấc thép đã đạt chuẩn chưa, ba đó là những cái chi tiết của cái việc mà kê kích cũng như là bảo dưỡng sau này, và bốn là những cái việc mà sau này khi mà chúng ta lên tầng thì chúng ta cần trước cho nó. Tôi đi ở đây cái nấc bê tông con kê này, con kê này chúng ta cần phải chú ý nữa, đó là việc kê tránh cái việc nấc cháy thép các bạn, thì chúng ta cần kê ngang giữa cái cốt pha thành và cốt pha sắt dầm này, thì chúng ta cần thép dầm này chúng ta phải kê kích ra để làm sao để tránh cái việc mà nó bị cháy thép đấy. Thì những cái điều đấy sẽ giúp cho một cái sàn nó thực sự bền vững thôi các bạn ạ. Vậy thì đến đây thì một cái video để cho các bạn biết được những cái điều gì chúng ta cần chú ý nhất khi chúng ta đổ một lớp bê tông sàn. Kính chúc các bạn có một buổi xem video hiệu quả, và nếu thực sự thích video này hãy sub, like và share đến những người cần thiết cũng như ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn.